Chùa Từ Phong hiện nay do Ni sư Thích Nữ Đức Thiện làm trụ trì, tọa lạc tại ấp 5, xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Chùa Từ Phong được thành lập năm 1972 do bà Đốc Định, pháp danh Diệu Thành, phát tâm hiến đất và xây dựng với mục đích ban đầu là làm nơi thờ cúng ông bà tổ tiên trong gia tộc. Thế nhưng sau khi xây dựng xong, bà thỉnh thầy Thích Thiện Kiều về trụ trì để sớm hôm hương khói và hướng dẫn đồ chúng quanh vùng quy tụ tu tập. Tiếp theo, thầy Thiện Kiều có các thầy khác như thầy Thích Thiện Bửu, Lễ Tiếp, thầy Quảng Độ, sư cô Huệ Liên, sư cô Như Hòa cũng có thời gian về đây tu tập và hành đạo. Thời gian này chùa vẫn chưa được gia nhập giáo hội. Tính tâm đốc định lập chùa, thỉnh tăng nhiếp chúng, độ người tập tu. Thời gian thấm thoát xuân thu, Từ Phong muôn thuở tuyên lưu pháp màu. Năm 1992, bà Diệu Thành tuổi cao sức yếu nên mới làm đơn và giao chùa lại cho giáo hội quản lý. Bà cũng đề cử thầy Thích Chánh Tâm về trụ trì. Năm 2000, Thượng tọa Thích Chánh Tâm đã cho trùng tu lại ngôi chánh điện chùa Từ Phong với kiến trúc bán kiên cố, mái lợp tôn, vách tường, nền lát gạch. Năm 2003, do nhiều nhân duyên khách quan nên Thượng tọa Thích Chánh Tâm đã về tu tập tại huyện Gò Công Đông. Chùa Từ Phong được giao lại cho Ni sư Thích Nữ Đức Thiện trụ trì cho đến nay. Năm 2004, được sự trợ duyên của Phật tử gần xa, Ni sư Thích Nữ Đức Thiện đã cho trùng tu lại chánh điện với kiến trúc kiên cố, mái lợp ngói, vách tường, nền lát gạch bông khang trang hơn. Ni sư cũng cho cất lại các công trình phụ và đưa vào hoạt động có nề nếp. Thế nhưng do các lần trùng tu mang tính chấp vá, nên sau hơn 10 năm, ngôi chùa có nhiều xuống cấp, không đáp ứng nhu cầu tu học của ni chúng và Phật tử. Được sự phát tâm của Phật tử gần xa, sáng ngày 2 tháng 6 năm 2018, nhằm ngày 19 tháng 4 năm Mậu Tuất, Ni sư Thích Nữ Đức Thiện cùng ni chúng và Phật tử đạo tràng chùa Từ Phong long trọng tổ chức lễ đặt đá trùng tu ngôi đại hùng bửu điện. Công trình xây dựng hơn 4 năm mới hoàn thành. Sáng ngày 4 tháng 9 năm 2022, nhằm ngày mùng 9 tháng 8 năm Nhâm Dần, Ni sư trụ trì tổ chức lễ khánh thành trong niềm hoan hỷ của tư chúng và người dân tại địa phương. Ngôi chánh điện thờ tôn tượng Phật Thích Ca Mâu Ni uy nghiêm theo truyền thống thiền viện. Phía trước cửa là ban thờ hộ pháp và tiêu diện đại sĩ. Phía sau chánh điện là tổ đường thờ tôn tượng Tổ sư Đạt Ma và chư tiền bối hữu công tại bổn tự. Tiếp theo sau đó, Ni sư trụ trì xây dựng giảng đường, cổng tam quan, tường rào, tôn tạo đại tượng bổn sư Bồ Tát Quán Thế Âm phía trước sân chùa, tạo thêm vẻ đẹp trang nghiêm cho ngôi già lam. Ngoài việc tôn tạo chùa cảnh, Ni sư trụ trì còn mở khóa tu để Phật tử trở về tham gia thực tập lời Phật dạy, tích cực hướng dẫn Phật tử thực hiện các công tác từ thiện, chia sẻ nhiều phần quà yêu thương đến các hoàn cảnh khó khăn. Mỗi tháng 2 kỳ, nấu cơm để tặng các bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang và các trung tâm nhân đạo trong tỉnh, góp phần mang lại niềm vui và sự an lạc đến với nhiều người trong cuộc sống.